siêu thế hy hữu đệ thập bát, bỉ cực lạc quốc sở hữu chúng sanh, dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại vô sai biệt tướng, đản nhân thuận dư phương tục, cố hữu thiên nhân chi danh. Phật cáo A Nan: thí như thế gian bần khổ khất nhân, tại đế vương biên diện mạo hình trạng, ninh khả loại hồ, đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương, tắc vi bỉ lậu do bỉ khất nhân, tại đế vương biên giả chuyển luân thánh vương oai tướng đệ nhất, tỷ chi đao lợi thiên vương hữu phục xú liệt, giả linh đế thích tỷ đệ lục thiên, tuy bá thiên bội bất tương loại giả, đệ lục thiên vương nhược tỷ cực lạc quốc chung, bồ tát thanh văn quang nhan dung sắc, tuy vạn ức bội bất tương cập đãi, sở sử cung điện y phục ẩm thực, do như tha hóa tự tại thiên vương, chí ư oai đức giai vị thần thông biến hóa, nhất thiết thiên nhân bất khả vi tỷ, bá thiên vạn ức bất khả kế bội, a nan ưng chi vô lượng thọ phật cực lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị,